Vâng, chào buổi tối các bác. Hoan nghênh các bác đã quay trở lại với kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Buổi tối hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền cho lên sóng một cái con nồi cơm nó khá là ok về ngoại hình luôn, cũng như là về công nghệ. Công nghệ của em này nó là cao tần áp suất 2B nha các bác. Chính là cái dòng gì? Dòng Tiger. Dòng Tiger mã JKP gạch ngang A. Dung tích 1 lít, bên ngoài thì là đen tuyền như thế này. Viền thì có viền inox nha các bác. Viền inox. Nồi còn pin này. Đó, nồi còn pin. Màn hình thì rất là rõ ràng luôn. Tất cả các nút ở bên ngoài thì đều đã được dán dịch tiếng Việt rồi nha các bác. Dán hết dịch tiếng Việt. Cũng như là nếu như bác nào mà mua nồi cơm tại Đồ Nhật Thanh Huyền thì đều sẽ được đi kèm với mỗi chiếc nồi cơm, nó chính là một cái tờ giấy dịch tiếng Việt tất tần tật các chữ tiếng Nhật bên trong. Nên các bác không phải lo rằng là ồ mình người Việt Nam thì dùng nồi Nhật như thế nào. Người Việt vẫn dùng nồi Nhật thoải mái nha các bác, vì đã có dịch rồi. Ok đúng không ạ? Và cũng như là sẽ có video hướng dẫn cụ thể tận tình các bác sử dụng nồi như thế nào luôn. Và không phải để đợi các bác phải đợi lâu nữa, ở chúng ta sẽ vào bên trong để xem cái nồi này như thế nào bên trong nhá. Ok. Một cái con nồi 1 lít dành cho 4 đến 5 người ăn thì có những cái gì hay ho nào, chúng ta xem. Một cái song cực kỳ là dày dặn. Nói đến nồi cơm thì chúng ta sẽ phải để ý đến cái quan tâm đến cái việc đầu tiên, đó là công nghệ đúng không ạ? Và xem cái song song như thế nào. Song này nhé các bác. Cũng không phải là xước sát gì nhiều đúng không ạ? Đây chỉ toàn là cái vết muôi cơm thôi chứ không có bị bong chóc gì nhá. Không, dưới đáy này là không có bong chóc gì luôn. Đó, rất là nặng tay luôn. Và nồi dày khoảng 4 đến 5 ly. Rất là nặng. Cũng như là riêng đặc điểm của cái song của nồi Tiger thì hầu như nha các bác, hầu như song Tiger nào nó cũng có hai cái quai này để chúng ta chống nóng khi chúng ta cầm vào bê cái song ra để ăn cơm. Vì nhiều nhà không phải là lúc nào cũng xách cả nồi cơm mà chúng ta chỉ xách mỗi cái song này thôi chẳng hạn, thì có hai cái quai này để chúng chống nóng cho các bác luôn. Hầu như cái nồi của Tiger là đều có hai cái quai này chứ không phải là tất cả nha các bác. Mà chúng ta kiểm tra tiếp theo, sau khi kiểm tra cái xong chúng ta sẽ kiểm tra những cái gioăng. Vâng, một cái gioăng như này các bác nhìn này, không nứt rách gì luôn nhá. Hai bi đây các bác nhé. Ngay từ đầu video shop đã giới thiệu các bác đây một cái nồi cơm 2 bi cao tần áp suất 2 bi. Nồi cơm cao tần áp suất bình thường thì nó chỉ là có một bi thôi các bác ạ. Nhưng mà riêng dòng Tiger thì nó làm cái công nghệ cao cấp của nó là 2 bi. Vì mỗi một cái hãng nồi cơm thì nó sẽ hướng tới một cái công nghệ cao cấp riêng đúng không các bác? Tiger thì áp suất 2 bi, còn Toshiba thì sẽ là hút chân không, Zojirushi thì sẽ là trí tuệ nhân tạo. Và để sở hữu một cái con nồi cơm mà với cái dòng công nghệ cao cấp của hãng Tiger này này thì nó cũng giá cũng không phải là quá đắt đâu các bác ạ. Hiện tối nay thì shop đang thanh lý với con nồi cơm này chỉ với giá 1 triệu 8. 1 triệu 8. Lý do tại sao mà shop lại bán rẻ hơn hẳn xuống như thế mà con nồi vẫn hoạt động tốt tất cả các chức năng nha các bác. Hoạt động tốt luôn. Nấu này, tắt này, cái tiếng tạch các bác vừa nghe đấy. Tất cả các chức năng đều hoạt động tốt hết nhé. Đó. Sở dĩ chúng ta có thể sở hữu cái con nồi này với cái giá 1 triệu 8 là vì để shop rút cái điện này ra đấy nha. Rút điện này ra để dễ xoay cái nồi cho các bác nhìn rõ hơn. Ok. Đây là bên mặt bên trái của nồi này. Tiếp theo mặt sau này, ok nhé các bác. Và đây là lý do tại sao shop lại thanh lý giá rẻ con nồi này đi. Các bác nhìn này, ở đây thì nó có một cái vết nứt, nó lõm nhựa xuống đây một xíu thôi, nhưng mà không hề ảnh hưởng gì tới chất lượng của nồi. Nồi cơm như thế nào là shop sẽ quay rất là kỹ luôn để cho các bác có thể mường tượng, nắm được hết tất cả ngoại hình của nồi như thế nào, kết cấu ra sao. Đấy. Cái chỗ này thì không có lõm nha các bác. Chỉ có một tí ở cái chỗ này này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Chứ nó không có vào bên trong đâu nhá. Cái này là do vận chuyển nó bị va đập thôi nên shop đang thanh lý với giá như thế. Tất nhiên là với cái giá thanh lý này thì không phải là shop không bảo hành mà vẫn có bảo hành 6 tháng nha các bác. Vì nồi vẫn hoạt động tốt tất cả các chức năng mà. Nên shop vẫn bảo hành cho các bác thoải mái luôn. Đúng không ạ? Và sau khi thì rút điện ra thì
nó sẽ hiển thị tất tần tật các chế độ nấu luôn của nồi. Chế độ nấu tiết kiệm điện này, gạo trắng, nấu ngon, nấu cứng, nấu nhanh, nấu sôi, nấu cháo, tất tần tật, gạo lứt cũng có hết nha các bác. Tất tần tật luôn mà giá thì cực kỳ là mềm, mềm dẻo luôn, cực kỳ là mềm dẻo. Còn bác nào mà muốn mua với cái giá mà không bảo hành cũng ok, mời các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của shop, hoặc có thể là liên hệ qua Zalo, số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Cũng như là rất hoan nghênh các bác đến trực tiếp của shop để xem hàng trực tiếp, thử thoải mái luôn, thử cơm cũng được nha các bác. Các bác có thời gian thì mời các bác qua cửa hàng shop tại địa chỉ số 9, ngõ 114, đường Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Các bác nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh ấy, thì các bác ấn chữ đăng ký ở phía dưới nhé, để có thể cập nhật nhanh nhất những video đồ Nhật Thanh Huyền làm về nồi cơm, làm về bếp từ, làm về bình thủy. Nói chung là những cái đồ gia dụng của Nhật thì là đồ Nhật Thanh Huyền đều có, hầu như là đều sẽ có hết. Và cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.